đây. Em có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Trời ơi. Đi đứng kiểu gì thế? Muốn gây tai nạn hả? Cháu xin lỗi. Chú thông cảm rồi cháu. Dạ. Em đã hết đau chưa? Dạ hết rồi. Đã đi được chưa? Dạ rồi ạ. Dạ em cảm ơn ạ. Mắt mù à? Xe người ta dựng thế cố mà va vào. Không, tôi có va vào xe anh đâu. Tôi thấy nó đổ tôi dựng lên đấy chứ ạ. Này, đừng cãi láo. Nếu va vào thì nhận lỗi, không việc gì phải chối. Tôi nói thật mà anh không tin. Cái chân trong xe nó bị trượt, không vững đâu. Đi mồm. Hồi buổi này làm gì có ai dựng xe hộ người khác. Mày điên à? Ai bảo anh làm những việc không đâu. Thôi đi đi. Đấy, tôi đã bảo mà. Cái chân trong xe nó không vững đâu. Không vững đâu. Không vững đâu. Đấy, anh đã nói nó rồi, cái chân trống nó có vững đâu. Chị cũng cảm thấy chú giữa nhà này có vấn đề thật rồi đấy. Cô chú nhanh nhanh làm đám cưới đi. Có vợ, có con, may ra chú ấy mới ổn định được. Bố thấy thằng Dưỡng nó toàn làm việc tốt, sao lại bảo nó có vấn đề được? Bố ơi, thời buổi này không có ai tốt theo kiểu ấy nữa đâu. Cháu vào Nam công tác, nghe người ta nói không giống ai. Mới đầu cứ tưởng họ khen, hóa ra câu ấy có nghĩa xấu là hâm, là mát đấy bác ạ. Sống ở đời phải theo nếp chung chứ. Có những việc ở thời bố mẹ là tốt, bây giờ lại là điên đấy bố ạ. Ngọc này, cháu học với thằng Dưỡng từ nhỏ, tính nết nó như thế nào, cháu biết cả rồi chứ? Vâng ạ, cháu biết anh Dưỡng từ lâu, nhưng hình như anh ấy sống mãi cũng chẳng thay đổi gì cả. Nhất là từ sau ngày đi nghĩa vụ quân sự về, anh ấy càng kỳ quặc. Thế theo cháu, để sống được cuộc sống hôm nay, thế con người ta phải thay đổi tính nết, phải sống khác mình đi hay sao? Bố ơi, thời buổi này, người ta sống theo chủ nghĩa Mackenno, thì mình cũng phải sống như thế chứ. Cái gì? Mày bảo chủ nghĩa gì? Mặc kệ nó, nghĩa là mặc kệ nó. Mình chỉ sống, chỉ lo, cho mình, vì mình thôi bố ạ. À. Đá sang đây, đá sang đây, đá sang đây. Ôi trời ơi. Mất đèn chú làm rơi quả bóng của cháu. Chú bắt đèn chúng nó đi, chú nó khóc bây giờ đấy. Bắt đèn đi, bắt đèn đi. Thôi được rồi, bỏ ra rồi chú lấy cho. Chơi như thế hả? Chạy chạy chơi thế. Ôi giời ơi, đi con. Nào mặc áo vào. Đây nữa. Lạnh quá. Vào thay ngay quần áo đi con nhá. Rét thế này mà nó nhảy ngay xuống ao để vớt quả bóng bay cho trẻ con. Ôi giời, chuyện cậu giữ ngày nào mà chẳng có. Mà muốn cho chúng nó thì chỉ bỏ ra 1.000 mua được những 3 quả. Thôi, con mời bố mẹ vào nhà ăn cơm đi ạ. Chúng con nấu xong cả rồi đấy. Lạnh quá. Cậu này, gần 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con ấy. Thế đi đâu bây giờ mới về? Thằng Tuấn ở cùng đội xe bọn em. Nó làm nhà, thế là cả đội giúp luôn. Làm giúp? Như nhà quê ấy. Sao không mổ lợn mà ăn mừng cho đúng kiểu? Nhà nó nghèo lắm chị ạ. Làm gì có tiền. Vay mượn mãi mới xây dựng được một cái nhà có 15 mét vuông. Hôm nay thực ra cũng có bia, nhưng mà em biết nhà mình có việc nên xin phép về trước, không có cái Ngọc nó giận chết. Anh cứ đi vài ngày đi, em chẳng dỗi đâu mà sợ.
Đi với anh ngoài đường toàn gặp chuyện phiền phức chứ báo gì. Thôi, bây giờ cả nhà mình ăn cơm đi, con đói lắm rồi. Alo, hỏi Dưỡng hả? Em Dưỡng cũng vừa mới về đấy ạ. Dạ. À Dưỡng ơi, con có điện thoại. Dạ vâng, con cảm ơn bố. Alo Dưỡng nghe đây. Dạ vâng. Em đi được à? Vâng. Dạ không, không 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 sao đâu ạ. Vâng. Vâng, em đến ngay ạ. Con phải đi bây giờ à? Dạ vâng ạ. Sếp con họp ở ngoài thành, bây giờ con phải đi đón ông ấy. Hôm nay con nghỉ bù cơ mà. Vâng, thằng Đức nó đi thay con, nhưng nó đang say ở nhà thằng Tuấn. Con đi thay nó một tí cũng được. Thôi được, để mẹ giúp cho. Thế ở đội xe, không có ai thay được thằng Đức hay sao? Dạ không ạ. Con mang đi ăn không đói. Vâng. Cậu Dưỡng, thế nào? Cô có đi cùng chú Dưỡng không? Hơi đâu mà đi hả chị? Đúng là dễ dãi quá, người ta coi thường. Em đi đây chị Nhung ạ. Anh đi Ngọc nhé. Mà đi đâu mà cắm mặt như là bị ma đuổi đấy hả? Em có việc gấp, chắc là muộn mới về đấy ạ. Em đi nhá. Cô em đẹp lắm, có cô em trên xe thì thích đấy, nhưng tụi này còn bận việc. Chào cô em nhé. Mời cô lên xe, trông cô đi bộ khổ sở quá. Gì cơ ạ? Anh mời tôi lên xe ạ? Còn gì nữa? Tôi biết cô chờ ở đây đã lâu rồi. Xe anh về Hà Nội à? Nào lên đi. Xe không có ai để trên này được. Cô cứ yên tâm đi, còn một người nữa, để trong này gọn hơn. Này, cô còn đứng đấy làm gì nữa? Lên xe đi. Tôi đi đâu đây? À quên, chưa nói với cô. Tôi phải đi đón thủ trưởng của tôi. Ông ấy họp dự tiệc ở huyện này cách đây hơn chục cây số. Rồi sẽ quay lại thành phố ngay mà. Này anh, sao xe đi đón thủ trưởng, xe đi ngược chiều mà anh quay lại đón tôi? Thủ trưởng của tôi tốt nết lắm. Có cô đi nhờ thế này, tôi nghĩ chắc ông ấy lại càng vui vẻ thôi mà. Cô là sinh viên phải không? Không. Chắc cô không mấy khi được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế này. Phải. Xe êm ru, lại có điều hòa nhiệt độ, đi đường trường, ngả ghế ra nằm, rất là thoải mái. Phải khóa chốt lại, không cánh cửa bật ra thì nguy hiểm lắm. Bây giờ cô có bẻ gãy chốt thì cánh cửa cũng không bật ra được đâu. Anh định đưa tôi đi đâu thế này? Vào ủy ban huyện đón sếp tôi, rồi quay về Hà Nội. Sếp anh có thật không? Sao giờ này ông ấy còn làm việc? À, ăn tiệc ấy mà. Ông ấy đã phải làm việc cả ngày rồi. Anh đừng biện ra những chuyện vớ vẩn ấy nữa đi. Anh đưa tôi vào nơi vắng vẻ này để làm gì? Có phải anh định... Cô kia yên tâm, đằng nào thì tôi cũng đưa cô về đến Hà Nội. Chậm một chút thì có sao đâu. Xe này là xe của sếp tôi, chứ có phải là xe taxi đâu. Thả tôi xuống, cho tôi xuống đây. Tôi không đi nữa đâu. Tôi thừa biết âm mưu đen tối của anh. Chả ai điên gì mà quay xe lại đón một người lạ. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Anh không lừa được tôi nữa đâu. Cho tôi xuống đây ngay đi. Không tôi phá cửa xe ra bây giờ đấy. Được,
tới ủy ban huyện. Cô muốn xuống lúc nào thì xuống, ở đó gần bến xe khách. Không, anh cho tôi xuống ngay chỗ có người qua lại. Tôi không để anh đưa tôi đến chỗ anh đầu hoang vắng kia nữa đâu. Nào, anh dừng lại đi, dừng lại. À! Anh định giở trò gì ra nữa đấy? Tôi mở chốt cửa cho cô. Cô có điên không đấy? Tự nhiên lại ra đứng giữa đồng không mông quạnh thế này. Ngồi trên xe để anh giở trò bí ổi ra thì tốt hơn phải không? Tôi muốn giúp đỡ cô trong lúc khó khăn thì sao? Thời buổi này chỉ có người điên mới làm như thế. Anh mở cái thùng xe cho tôi lấy đồ. Giúp đỡ người khác mà là điên à? Lạ thật đấy. Này cô, tôi biết là cô hiểu lầm tôi. Tôi nghĩ là việc tôi quay lại đón cô và cho cô đi nhờ xe là bình thường thôi, không có gì lạ cả. Bây giờ để cô ở đây, phải đi bộ một quãng xa thế này, tôi rất ngại. Hay là tôi đề nghị cô cứ ở đây, đợi tôi quay lại đón sếp tôi, rồi quay lại đón cô ngay được không? Anh vẫn còn cay cú vì tôi sớm phát hiện ra âm mưu đen tối của anh chứ gì. Giờ anh có mang theo một gã thủ trưởng rởm nữa thì tôi cũng không tin anh đâu. Mời thủ trưởng lên xe ạ. Được rồi. Cái cô này lạ thế nhỉ. Này, liệu cô đã ra đến đường quốc lộ chưa nhỉ? Chưa đâu ạ. Em vào đón sếp mất có mấy phút thôi mà. Tôi bảo cô chờ mà cô chẳng chịu nghe. Đi bộ có vất vả không? Anh đi đi, mặc xác tôi. Cô lại hiểu nhầm cậu lái xe của tôi rồi. Cô yên tâm, tôi là thủ trưởng thật của cậu ta, chứ không phải thằng lưu manh đồng bọn đâu. Đây, cô xem đi. Thôi, bây giờ cô lên xe, chúng tôi sẽ đưa cô về. Cô hốt hoảng quá nên không đủ tỉnh táo để suy xét. Vâng ạ, cháu đã hiểu lầm. Cũng tại bây giờ đâu đâu ai người ta cũng kể đủ mọi chuyện cảnh giác nên cháu thấy sợ. Cô tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên là Soan ạ. Thế cô Soan còn đi học hay đã đi làm rồi? Cháu đi làm rồi, cháu là y tá. À, Dưỡng này, hôm nay là ngày nghỉ của cậu cơ mà. Sếp nhớ quá nhỉ. Đúng ra hôm nay là ngày nghỉ của em, nhưng cậu Đức bị ốm nên đội trưởng điều em đi thay ạ. Tất cả đội xe của cậu lại giúp cậu Tuấn làm nhà phải không? Cậu Đức lại nhậu say chứ gì. Sao cái gì sếp cũng biết cả thế ạ? À này, thế cậu còn bao nhiêu ngày phép nữa? Dạ, em còn 7 ngày phép, nghỉ làm, nhưng chả biết đi đâu cả. Sao cậu không để dành phép đến cuối năm, cưới vợ, nghỉ cả tháng có hơn không? Ông Hoành, tránh văn phòng, có kế hoạch phân bố ngày nghỉ để đội xe lúc nào cũng có người làm việc sếp ạ. Mà ông ấy tính thế cũng hợp lý. Không có đến cuối năm anh em nghỉ phép cùng một lúc thì không có ai làm việc cả. Sếp ạ, cái nền nhà để xe của cơ quan mình vỡ nát hết cả rồi. Mình biết, nhưng phòng kiến thiết và đám thợ xây đang dồn cả vào công trình lớn. Này mai vãn việc, mình sẽ điều về một đám thợ lo cho cậu nhé. Hay là sếp cứ để tụi em tự lo việc ấy. Em, ý cậu định nói những ai tham gia vào việc này vậy? Anh em ai cũng kêu ca về cái nền nhà để xe ấy. Em mà huy động chắc mọi người đồng ý ngay đấy ạ. Này, nhưng mà không ai hưởng ứng, cậu phải làm một mình đấy nhá. Cũng được chứ có sao đâu ạ. Hôm nay họp tàu ban nhá.
phải cho nó bài học. Đi, đi, đi. Này, thằng Dưỡng điên, mày làm cái trò gì đấy hả? Dạ, em sửa lại cái nền nhà để xe, hỏng hết rồi anh ạ. Thế công nhân xây dựng đâu mà mày phải làm, chờ thì chẳng biết đến bao giờ. Thế là tôi đề nghị với phòng xây dựng xin tự làm lấy ạ. Hôm nay tôi được nghỉ phép mà. Tao hỏi thật, mày bị bệnh tâm thần thật sự hay giở cái trò láu cá thích chơi trội hả? Tại sao lại là chơi trội ạ? À, mày đừng có giở ngô giở ngọng ra nữa nhé. Biết bao nhiêu thằng lái xe, bao nhiêu nhân viên tạp dịch hành chính, có mỗi mình mày bỏ ngày nghỉ ra để sửa nhà xe. Mày muốn trở thành người anh hùng, còn mọi người đều là bọn vô trách nhiệm hả? Nhưng mà làm như thế là điên, là xấu ạ. Thôi ngay cái việc này đi. Này, mày chơi trội là bọn tao không để yên đâu. Xây dựng là việc của người khác nhé. Tôi làm gì, kệ xác tôi, chẳng bận gì đến các anh cả. Này, mày mà còn dở trò này ra, tụi tao dần nát xương. Này, tôi nói các anh biết đi. Các anh định giở trò gì ra thế này? Sao lại hành hung anh như vậy? Hãy hỏi xem cái thằng này nó giở cái trò gì hả? Tụi này không để cho bất kỳ một cái thằng nào giở cái trò chơi trội ra đâu nhé. Về. Mà cũng tại anh cơ. Em đã nói rồi, bây giờ người bình thường có ai làm những việc như anh đâu cơ chứ. Ngọc ạ, anh nghĩ chuyện này chẳng có gì là sai, là xấu cả. Anh đã nhận việc này thì phải làm bằng xong. Còn kệ họ, họ muốn nghĩ gì thì nghĩ. Anh đúng là gàn dở quá rồi đấy. Bác ạ. Ơ kìa, thằng Diễm đến cơ quan từ sáng cơ mà. Vâng, được ngày nghỉ, tự nhiên anh nhận sửa nền nhà để xe của cơ quan. Thế là cứ hì hà hì hục làm một mình. Thế thì càng tốt chứ sao. Vâng, việc tốt. Nhưng mà người ta đang làm ầm ĩ lên kia kìa. Người bảo hâm, người bảo chơi trội, chẳng ra làm sao cả. Ờ, mà sao người ta nói nó như thế nhỉ? Bây giờ ai làm việc gì mà chả có mục đích cá nhân. Chỉ có người hâm mới đi làm những việc không đâu, chẳng đem lại lợi lộc gì cho mình. Cháu cứ nghĩ quá lên chứ, sao lại như thế được? Cháu đã nói với anh nhiều rồi, thời buổi bây giờ khác với ngày anh chưa đi bộ đội. Thì tính hết nó như thế nào, cháu hiểu cả rồi còn gì. Theo bác, vì bây giờ khác ngày trước nên càng cần có những người như thằng Dưỡng cháu ạ. Bác cứ khuyến khích như thế nên anh ấy càng ngày càng gàn dở đấy ạ. Báo cáo anh là cậu Dưỡng cậu đang làm lại cái nền. À. Này, cố gắng nhanh lên nhá. Tôi đã nói với sếp phó sếp trưởng, cố nán đợi thêm một chút nữa rồi đấy. Vâng. Có gì sai sót không em? Chỉ còn vài lỗi nhỏ thôi chị ạ. Dạ, tôi đào đồng hòm vàng ạ. Vàng thật đấy ạ. Vàng à? Vàng thật đấy, tôi đào nó ở sâu dưới nền nhà xe ấy. Có đúng vàng không? Thật. Hồng đi sang gọi giám đốc đi. Cô mở ra xem. Vàng thật đấy. Cậu kể lại xem, cậu đã phát hiện thấy hòm vàng này ra sao? Dạ, em đang đào sâu xuống đất khoảng 80 phân thì em thấy mấy viên gạch xếp thành một khối ạ. Em đập vỡ mảng gạch ra thì bỗng thấy cái hộp này ạ. Cậu có biết đây là vàng thật không? Dạ, có ạ. Báo cáo sếp, gia đình em có nghề làm vàng gia truyền. Đến đời ông nội em vẫn còn làm ạ.
kháng chiến chống Pháp, bố em đi bộ đội, rồi gia đình em mới thôi đấy ạ. Đồng chí trưởng phòng tài vụ, đồng chí kiểm kê số lượng rồi niêm phong lại nhé. Dạ vâng ạ, để em đi lấy cân. Để em lấy cho ạ. Còn cậu Dưỡng? Dạ. Cậu ngồi viết tường trình để nộp công an. Vâng ạ. Công an nào ạ? Cô xuống gọi ngay cậu Sâm bảo vệ, báo đại diện công an đến đây. Dạ vâng ạ. Chị ơi, cân đây ạ. Cô ngồi xuống đây. Tất cả những ai đã chứng kiến việc này đều phải ở lại thêm một lúc nữa để ký vào biên bản của công an đấy. Thủ trưởng ơi, thế thì muộn quá. Cơm nước nhà em chưa lo gì cả. Có lâu không hả sếp? Em chỉ báo về nhà, chậm về, có một tiếng thôi đấy ạ. Ờ thì các cô báo lại về nhà đi. Nhất thiết không ai được rời khỏi đây lúc này đâu. Tự nhiên lại có cái chuyện bắt được vàng, rách việc quá. Ừ. Mà đào được vàng thì cũng đem nộp cho tài chính. Cơ quan mình có được hưởng quái gì đâu. Chỉ có rách việc. Khi cậu đào được hòm vàng trong nhà xe, chỉ có một mình cậu thôi à? Dạ vâng ạ, chỉ có một mình cháu từ sáng đến giờ thôi ạ. Thế cậu nghĩ thế nào khi cậu đem nộp? Không phải của mình thì đem nộp. Cơ quan phải có trách nhiệm tìm ra chủ của nó chứ ạ. Cậu có điên không thế? Sao cơ ạ? Điên. Nhà cậu giàu lắm phải không? Giàu ấy ạ? Không ạ. Hai bố con cháu thu nhập khoảng 1 triệu một tháng thôi ạ. Sao? 8,5 cân cơ à? Cân loại nào đấy? Dạ, kg ạ. À, thế tính ra cây gia chỉ thì được bao nhiêu? Anh chờ em tí. ₪226 cây ạ. Hả? 226 cây? Mẹ, mẹ đi ngủ cho khỏe chứ đợi làm gì cậu ấy. Chắc em nó cũng sắp về rồi con ạ. Mẹ vẫn đợi con ạ. Để mẹ hâm lại thức ăn cho con nhé. Thôi không cần đâu mẹ ạ. Thức ăn nguội, ăn càng nhanh. Con đói quá rồi mẹ. Có một việc đột xuất, đâm ra con phải chờ công an đến lập biên bản mẹ. Chết, sao phải lập biên bản hả con? Không có việc gì đâu, con làm một việc tốt. Nay mai có khi con được thưởng đấy mẹ. Giám đốc khen con lắm đấy. Nói đi, sao con cứ úp mở thế? Con phải ăn một bát cơm đã, không thì đói lả rồi đây. Anh Hoàng ơi, anh Hoàng, có chuyện này hay lắm. Này, bố vẫn chưa ngủ đâu. Mày lên mày bảo bố xuống đây nhá. Dạ vâng. Nhanh lên. Mẹ này, con hỏi thật mẹ nhé. Con có phải là người mắc bệnh tâm thần không hả mẹ? Sao con lại hỏi thế? À, có phải chuyện một mình con lát lên nhà để xe, cho nên họ nói ra nói vào phải không? Không phải chuyện đấy đâu mẹ. Con vừa mới đào được một hòm vàng trong nhà để xe đấy. Con lại định bịa ra chuyện gì nữa đấy? Con nói thật đấy mẹ. Một hòm vàng hơn 200 cây với lại nhiều đá quý lắm mẹ. Con đào bật mấy tảng đá lớn lên, bỗng thấy một vật vuông vắn, ngay ngắn, nằm ở phía dưới. Con vòi lên thì ra là... Mày, thế lúc ấy chỉ có một mình con ở trong nhà xe, có đúng không? Vâng ạ. Thế mày làm ầm lên à? Không, con đâu có làm ồn lên. À, con mới bê nguyên tất cả lên bàn giám đốc nộp. May quá, hôm nay có cả ban giám đốc, trưởng phòng kế hoạch, tài vụ, kế toán trưởng đều ở lại họp báo cáo cuối quý. Thế có phải là vàng thật không? Vàng cao tuổi là đằng khác, cần được 8 kg. Thế là mày nộp gần 300 cây vàng cho người ta à? Vâng, chẳng lẽ em lại phải bớt lại hay sao? Thì mày đúng là thằng điên thật rồi. Nhà mình thì như thế này, cuộc sống bản thân mày thì như thế này,
mà cái số vàng vô chủ ấy. Giời ơi. Ơ kìa, mọi người lạ nhỉ. Số vàng ấy đâu phải của mình. Nhưng mà cũng không phải là của ai. Đem nộp, người ta nhập vào ngân sách nhà nước. Mà 200-300 cây vàng đối với ngân sách thì có đáng gì. Lâu nay người ta nói mày là điên, tao không tin. Làm như thế là điên á? Có thật không ạ? Đấy. Báo Sức Khỏe và Đời Sống người ta có đăng. Đây, con đọc cho nó nghe. Những người nhiều lần suy nghĩ, hành động khác với số đông người trong cộng đồng có thể được coi là người có vấn đề về tâm thần. Thôi đi! Những việc Dưỡng nó làm ngày hôm nay không có gì là khác người cả. Cả đời làm nghề dạy học, mẹ đã dạy học trò của mẹ bắt được của rơi đem trả người mất. Hôm nay em Dưỡng đã làm đúng như vậy. Thế nhưng mà cái hộp vàng ấy làm sao mà tìm được người mất ạ? Này cháu, thế cô giáo của cháu bây giờ có dạy cháu như thế không? Dạ có ạ. Thôi thôi bà ơi, bà để cháu đi ngủ, mai nó còn đi học ạ. Thôi đi vào đi. Nếu không làm như thế, con sẽ không thể thanh thản được. Mẹ. Liên, hình như cơ quan mình hôm nay có chuyện gì phải không? Mày còn hỏi tao nữa à? Hay là mày giả vờ đấy? Này, Dưỡng. Cô Việt ạ. Mày đang làm cái chuyện gì đấy mà cả cơ quan người ta đang bàn tán ầm ĩ lên thế? Cháu đang sửa dở cái nền nhà để xe mà cô. Còn nửa buổi nữa đã xong thôi ạ. Không phải chuyện đấy, chuyện 300 cây vàng cơ. Thế thực hư thế nào, mày nói cô nghe xem nào. Có chuyện gì đặc biệt đâu ạ. Bây giờ phải đào tất cả cái nền nhà xe này lên xem thế nào. Làm thế sao được, nếu đào không thấy gì thì ai lo thanh toán khoản này cho các ông. 300 cây vàng, tiếc mấy cái đồng cò mới làm cái gì. Các vị ơi, có chuyện gì ra ngoài kia mà nói, chứ dậm nát hết cả cái nền nhà tôi đang sửa thế này ạ. Cậu chỉ cho chúng tôi xem, hộp vàng nó nằm ở chỗ nào đấy. Nó nằm có sâu không ạ Dưỡng? Chả có chuyện gì quan trọng đâu. Mọi người ra ngoài để tôi làm nốt việc. Tôi chỉ còn có một ngày nghỉ nữa thôi đấy. Ai bảo mày đi làm việc này? Lái xe ai lại đi làm cái việc xây dựng? Đúng đấy, cái việc này của phòng xây dựng cơ bản cơ mà. Tôi đã báo cáo ban giám đốc và được ông Hoành, trưởng phòng hành chính tổng hợp, đồng ý cho phép cấp vật liệu xây dựng. Có gì các vị cứ hỏi ông Hoành. Đúng, hôm trước tôi đồng ý cho cậu Dưỡng làm. Nhưng bây giờ tôi ra lệnh cho cậu ngừng lại. Và cả các vị nữa, đi ra hết ngoài kia đi. Đi ra đi, để tôi niêm phong khu vực đặc biệt quan trọng này lại. Đi ra đi, đi ra. Ê, đi ra đi. Còn đứng đây làm gì nữa? Cậu lên phòng y tế, chị Liên đang đợi cậu để khám bệnh đấy. Tôi có ốm đau gì đâu. Cậu cần kiểm tra lại sức khỏe xem sao. Tôi không đi đâu cả. Ngay cả việc lái xe cho giám đốc, kể từ nay cậu phải bàn giao cho người khác. Cậu cần phải nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng. Không thể như thế được. Tôi sẽ lên gặp giám đốc xem sao. Tôi chẳng có bệnh tật gì cả. Các người có bệnh thì có ấy. Ai điên thì đi mà khám. Tôi chẳng thèm đi khám đâu. Để tôi gặp ông giám đốc xem sao. Người ta làm việc như thế Mà nó bảo tôi điên. Điên là điên thế nào? Anh còn định giở trò gì đây anh Dưỡng? Tôi lên gặp giám đốc. Anh thôi nghe cái trò ấy đi. Anh có biết mọi người nghĩ về anh thế nào không? Tôi biết hết. Họ nghĩ là tôi bị điên, là không bình thường. Họ nghĩ cái gì tôi cũng chẳng cần biết nữa. Tôi phải gặp ông giám đốc để xem ông nói về tôi như thế nào. Bỏ ra. Thủ trưởng. Anh thủ trưởng. Có việc gì mà làm ồn lên thế? Dạ, cháu cần gặp giám đốc ạ. Giám đốc đi công tác thành phố Hồ Chí Minh sáng nay rồi. Tôi được ủy quyền điều hành cơ quan. Anh có việc gì vào đây trình bày để tôi giải quyết. Bình tĩnh đi Ngọc. Thank you.
Thằng dở người ấy bỏ đi từ sáng rồi. Anh ấy đang dở đủ mọi trò điên ở cơ quan kia kìa. Cháu không thể nào chịu nổi nữa rồi. Thế cái vụ mang nộp vàng tối hôm qua chưa đủ điên hay sao? Mà nó còn định dở trò khác ra nữa. Người ta bàn tán về chuyện hôm qua. Anh ấy nổi khùng, cãi lại, đòi gặp giám đốc bằng được. Thế ông giám đốc bảo sao? Ông giám đốc mà anh vẫn lái xe thì đi công tác vắng. Còn ông phó giám đốc thì cho rằng anh Dưỡng là người không bình thường từ lâu rồi. Này, thế theo cháu, liệu thằng Dưỡng nó có bị tâm thần thật không? Cháu cũng không biết ra sao nữa. Nhưng hình như từ sau thời gian đi nghĩa vụ quân sự về, anh ấy khác trước nhiều lắm. Có lẽ đúng. Đúng rồi cháu à. Giữa năm cuối của đợt nghĩa vụ quân sự, bác nghe đơn vị báo trong buổi diễn tập, nó bị ngã từ trên sườn núi xuống vực, phải đi nằm điều trị ở bệnh viện quân đội đến hơn một tháng ấy. Bác có lên thăm nó, thấy nó băng kín đầu. Sao chuyện đấy bác không cho cháu biết hả bác? Bác không muốn cháu lo lắng. Bác có giữ hồ sơ điều trị hồi đó không? Có lẽ còn đấy. Bác vẫn có thói quen lưu giữ hồ sơ giấy tờ mà. Còn đây này cháu. Thế thì đúng rồi. Suốt thời gian nằm bệnh viện, người ta toàn theo dõi chấn thương sọ não. Thế mà bác cứ giấu cháu. Nhưng mà người ta đã kết luận không bị tổn thương về não mà cháu. Người ta theo dõi bệnh nhân có 20 ngày mà biểu hiện của bệnh nhân tâm thần phải sau một thời gian mới bộc lộ. Nếu bây giờ ta lo chữa chạy cho nó, liệu có khỏi được không hả cháu? Khỏi chứ bác. Cũng chỉ là những triệu chứng đơn giản thôi mà. Hơn nữa anh Dưỡng lại có bảo hiểm y tế, khỏi lo tốn kém bác ạ. Chỉ có điều làm sao để anh Dưỡng chịu đi khám bệnh và điều trị là được. Việc này cũng khó đấy. Bà ấy bên con chằm chằm. May mà bà ấy hôm nay vắng nhà đấy. Không thì thôi được rồi. Bác cứ để cháu bàn với anh Hoàng, chị Nhung xem có cách nào không. Em chào anh Hoàng, chị Nhung ạ. Cô Ngọc này, còn cách nào cứu vãn được nữa đâu mà phải bàn với bác. Dạ không ạ, em muốn bàn với anh Hoàng, chị Nhung việc khác. Em đã gặp bác ở nhà lúc nãy ạ. Thế à? Cô nói đi. Anh Hoàng, chị Nhung ạ, em và anh Dưỡng biết nhau từ nhỏ. Em đã chờ đợi anh suốt mấy năm nay. Thôi, cô không phải nói chuyện ấy nữa. Chúng tôi coi cô như người trong nhà từ mấy năm nay rồi. Dạ vâng ạ. Chính vì vậy em muốn bàn với anh Hoàng, chị Nhung xem có cách nào cứu anh Dưỡng ra khỏi tình trạng này. Cô cần tự hào về sự tốt đẹp của chú ấy, cần gì phải giúp nữa. Có thể anh Dưỡng bị bệnh tâm thần thật đấy anh Hoàng, chị Nhung ạ. Vì vậy cô cũng muốn thay đổi mối quan hệ với chú ấy phải không? Không, không phải thế đâu chị ạ. Em mà xa lánh anh Dưỡng lúc này thì mọi người sẽ nghĩ em như thế nào? Em chỉ muốn bàn với anh chị xem có cách nào đưa anh Dưỡng đi khám và điều trị bệnh không thôi. Đi khám và chữa bệnh à? Vâng. Phải tới bệnh viện tâm thần nhờ họ xác định xem sao. Nếu có bệnh gì thì phải chữa trị cho khỏi. Em và bác trai vừa tìm thấy hồ sơ bệnh từ hồi anh Dưỡng còn ở trong quân đội. Chấn thương não. Đó có thể là nguyên nhân gây bệnh tâm thần của anh Dưỡng đấy ạ. Vậy thì phải làm ngay đi. Cô cứ đưa chú đi chữa bệnh. Chúng tôi đâu có can ngăn gì. Nhưng làm thế nào để anh Dưỡng chịu đi mới là điều em muốn bàn. Chẳng có ai chịu nhận là mình bị điên cả đâu ạ. Ngay nhỉ. Không thể nói chú Dưỡng bị điên được. Chỉ có thể có chút lệch lạc về tâm thần thôi. Em cũng nghĩ thế. Nhưng phải khám mới biết được. Phải khám thôi. Kìa Dưỡng, ngồi ăn cơm luôn đi con. Dạ thôi, cả nhà mình cứ ăn cơm trước đi, con ăn sau. Con thấy mang việc này bàn trong bữa ăn không ổn đâu. Với lại chú ấy không còn tin con nữa rồi. Và lại mẹ cái bênh chú chằm chặp ấy, không chịu nhìn thẳng vào sự thật gì cả. Thôi được rồi, các con cứ ăn cơm đi. Để mẹ nói chuyện với em. Vâng.
Như thế dễ hơn. Nhưng mẹ phải thật khéo léo, kẻo lộ ra chú ấy tự ái thì hỏng hết mọi chuyện. Thực ra tôi chỉ hiểu mọi người thôi, chứ tôi tin rằng nó chả làm sao cả. Tôi cũng muốn tin như thế lắm, nhưng cũng phải nhờ nhà chuyên môn người ta xem hộ thì mới chắc chắn được. Mẹ, mẹ thương con quá. Mẹ, tại sao chỉ có một việc bình thường như thế mà tự dưng con trở thành một người kỳ dị trước mặt mọi người hả mẹ? Con nghĩ làm gì cho khổ. Lâu nay người ta quen với ý nghĩ vụ lợi, nên người ta nhìn những việc làm tốt với ý khác đi. Nhưng mẹ tin là đến người thân trong nhà còn không hiểu được nhau, nói gì đến người ngoài nữa. Dưỡng này, con còn ngày nghỉ phải không? Dạ vâng. Cái Ngọc đã bàn với mẹ sẽ chuẩn bị một chuyến đi chơi xa cho con thanh thản. Con không đi đâu cả. Mà cô Ngọc, cô ấy cứ nghĩ con như thế nào ấy, mấy hôm nay toàn tránh mặt con thôi. Không phải thế đâu con ạ. Hôm nay cái Ngọc nó đến đây, nó nói chuyện với bố, anh Hoàng, chị Nhung để cho mọi người hiểu con đấy. Thật thế hả mẹ? Ừ, chắc tí nữa thế nào cái Ngọc nó cũng gọi điện cho con. Sao lại vào đây hả bố? Mình đi Côn Sơn cơ mà. À, vào đây một lát rồi ra ngay. Bố có người bạn lâu không gặp. Cho bệnh nhân vào cấp cứu ạ. Đây là bệnh viện tâm thần phải không hả bố? Phải. Bố với Ngọc muốn con kiểm tra xem thần kinh có vấn đề gì không. Hóa ra là bố với Ngọc nghĩ con bị thần kinh à? Kìa. Không, tôi không điên. Bình tĩnh. Tại sao con người lại đối xử với tôi như thế? Không. Bình tĩnh. Anh Dương, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Tôi không điên. Bỏ tôi ra. Anh đừng có làm ầm ĩ lên bỏ như thế. Ai đi đi mà khám sao thì bỏ ra thôi chứ có việc gì đâu. Bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Anh, các chị ơi, giúp chúng tôi với. Anh Dương, anh không chịu vào khám bệnh. Bỏ tay ra. Bỏ ra, tôi là người bình thường mà. Đưa anh ấy vào phòng kinh động. Tôi không điên. Khi nào anh bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ khám. Mời bác lại đây. Bác cứ bình tĩnh. Bệnh nhân nào vào viện này cũng đều nói là mình không có bệnh. Bác và cô cứ yên tâm. Chúng tôi đã quen với việc này rồi mà. Bỏ ra. Các người đi mà khám. Tôi không điên. Tôi là người bình thường. Mời bác và chị vào phòng khám. Chúng tôi rất cần được biết tình trạng bệnh lý của anh ấy. Dạ, dạ thưa bác sĩ. Các bệnh nhân tâm thần đến bệnh viện đều hành động nhanh dưỡng phải không ạ? Đấy là đặc trưng của bệnh viện chúng tôi. Ở bệnh viện khác, các bệnh nhân đều đến khai đầy đủ, nhưng ở đây chẳng ai chịu nhận mình là tâm thần cả. Bỏ tay ra, bỏ tay ra, bỏ tay ra, đừng bắt tôi, đừng bắt tôi. Anh ấy đang trong tình trạng bị kích động như thế này, chúng tôi chưa thể khám ngay được. Bây giờ bác và chị cho chúng tôi biết biểu hiện của bệnh nhân. Dạ. Bỏ tôi ra, thả tôi ra. Không. Sao lại nhốt tôi vào? Không có chuyện gì đâu. Bác và chị cứ yên tâm, người ta đưa anh ấy đến phòng kích động ấy mà. Bác và chị có thấy không? Bệnh nhân thôi kêu gào rồi đấy. Ai mới vào viện cũng thế. Dù chỉ có những phản ứng bản năng, họ cũng nhanh chóng nhận thức được những hoàn cảnh mới để thích nghi. Hay là người ta đã tiêm thuốc gì cho anh ấy? Không, chúng tôi không dùng bất cứ loại thuốc nào khi chưa có kết luận về tình trạng bệnh. Dạ thế chúng tôi phải làm gì bây giờ thưa bác sĩ? Đối với bệnh nhân tâm thần, người nhà không thể ở cùng để chăm sóc họ như ở các bệnh viện khác đâu. Bác và chị cứ về, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo với gia đình về phương pháp điều trị. Dạ. Bác và chị cho chúng tôi giữ tập hồ sơ này. Dạ. Để có thêm cơ sở hội chẩn. Bây giờ gia đình sang phòng y vụ làm thủ tục nhập viện. Anh ạ. À, mời anh vào uống nước ạ. Chào anh ạ. Mời anh uống nước ạ. Tôi không cương quyết ngay từ đầu thì không biết sự thể sẽ đi đến đâu. Lái xe cho giám đốc cao nhất cơ quan lại bị tâm thần thì có chết không cơ chứ.
Tôi thấy anh Dưỡng cũng vẫn bình thường chứ có tâm thần gì đâu ạ. Bình thường là thế nào? Dạ, thế bệnh viện đã có kết luận chính thức cho anh Hoành. Phải theo dõi một vài ngày. Nhưng những biểu hiện ban đầu của anh ta thì có thể kết luận đến 80%. Bệnh tâm thần là như vậy đấy. Chứ có phải là điên điên rồ rồ, múa may quay cuồng thì mới là bệnh đâu. Bệnh tâm thần phân liệt có nhiều dạng lắm. Giai đoạn đầu phát triển đơn giản. Cứ theo lý thuyết tâm thần học thì chúng ta người ít người nhiều ai cũng bị bệnh cả đấy bác Hoành ạ. Không thể nói thế được. Người bình thường đôi lúc có những trạng thái khác lạ. Đúng. Nhưng người bị bệnh thường xuyên có những biểu hiện không giống ai. Thì trước tới nay có ai thấy cậu Dưỡng không bình thường đâu. Chỉ sau vụ hòm vàng người ta mới nghĩ như vậy. Cậu Chiến này lý luận nhiều quá. Phải qua một sự việc người ta mới đi đến tổng kết những biểu hiện trước đây. Rồi kết luận cả gia đình, cả cơ quan đều nhận thức được điều đó thì mới đưa cậu đi khám bệnh. Cậu không biết cái gì, cứ lý luận lung tung. Rồi cũng có ngày phải đưa cậu đi khám chứ chẳng trời đâu. Nghĩ gì thế? Anh Dưỡng thì chưa biết ra sao, còn mình thì thật không thể nào chịu nổi những ánh mắt thương hại, giễu cợt của mọi người trong cơ quan. Mày cứ nghĩ thế chứ. Mọi người thông cảm chia sẻ, đấy cũng là chuyện bình thường thôi. Mà Ngọc này, tao hỏi thật nhá, mày có tin là anh Dưỡng bị bệnh tâm thần không? Mình quen và yêu anh Dưỡng từ nhiều năm nay, mình thấy anh ấy vẫn bình thường. Nhưng hình như gần đây anh ấy có hơi khăng khác thật. Mày có nghĩ là anh Dưỡng cố tình làm ra vẻ không bình thường vì mục đích nào đó không? Sao cậu lại hỏi như vậy? Nào, các anh bệnh nhân buồng E4 vào uống thuốc đi nhá. Vào đi các anh. Nào vào đi. Nào, vào đi các anh. Vào đi. Vào đi. Hôm nay ít thuốc chứ không nhiều như mọi hôm đâu. Vào đi các anh. Đây, cả đi. Cô gì ơi? Cô gì hôm nọ đi nhờ xe ơi? Anh Dưỡng phải không? Em là Soan đây. Tại sao anh lại ở trong này? Tôi bị điên. Nhưng anh có những triệu chứng gì mà họ nghĩ anh bị tâm thần? Tôi lại làm một việc giống như cái lần tôi cho cô đi nhờ xe. Hôm đó cô chả bảo là tôi bị điên còn gì. Lần ấy tôi chẳng xin lỗi anh rồi còn gì. Thôi, anh để tôi đi nói chuyện với bác sĩ trưởng khoa xem sao nhé. Thưa bác sĩ, bệnh nhân bị nhốt ở trong phòng kích động là người quen của em đấy ạ. Anh ấy không bị tâm thần đâu bác sĩ ạ. Vậy là cô đã khám bệnh và hội chẩn thay tôi rồi đấy phải không? Em xin lỗi bác sĩ, nhưng em không biết nói thế nào để bác sĩ hiểu cả. Anh Dưỡng là người quá tốt, quá chân thực, nên mọi người mới hiểu nhầm anh ấy đấy ạ. Thế cô nghĩ chúng tôi cũng hiểu nhầm anh ấy phải không? Dạ, em không định nói như thế đâu ạ. Nhưng em nghĩ bác sĩ không nên giữ anh Dưỡng ở trong nhà con nữa đâu. Anh ấy hiền lắm mà. Thôi cô gái, việc điều trị như thế nào chúng tôi phải biết chứ. Cô cứ lo tròn công việc của cô đi đã, nhé. Ngọc đấy hả cháu? Thế họ thông báo kết quả rồi hả cháu? Dạ, bác gái có nhà không bác? Bà ấy đi họp tổ hưu rồi. Thôi, vào trong này. Họ chưa có thông báo gì,
Nhưng cháu đã có một tin mới. Tin gì thế cháu? Có lẽ anh Dưỡng không bị bệnh gì đâu bác ạ. Mà thậm chí anh ấy còn tỉnh táo khôn ngoan hơn người bình thường ấy chứ bác. Thế này bác ạ. Kho của ấy có thể còn nhiều hòm vàng nữa mà anh Dưỡng giấu đi. Phải không bác? Nhưng mà chót đưa nó vào bệnh viện mất rồi. Làm thế nào hả cháu? Như thế mới đúng sách lược bác ạ. Bác cứ để cháu lo việc này. Các cháu tuổi trẻ mạnh mẽ, thông minh lắm. Cháu cứ lo việc này cho bác nhá. Bác yên tâm. Ngày chiều nay cháu sẽ sang bệnh viện thăm anh ấy và làm việc với các bác sĩ. Bác đừng cho bất cứ ai ở nhà biết việc này bác nhá. Tao bắt được con kiến. Ôi trời ơi, nó cắn. Buồn quá. Này, đằng ấy có biết hát không? Ra hát cùng với tụi mình cho vui đi. Này, sắp đến hội diễn toàn ngành rồi đấy. Ngành gì? Ngành tâm thần. Tụi mình sẽ đi thi với đội văn nghệ các người điên ở bệnh viện khác. Thế các bạn đã vào đây lâu chưa? Tớ vào được 2 năm ấy. Bệnh của tớ nặng lắm. Lúc nào sợ bị con gà nó mổ. Sao lại sợ gà mổ? Tại vì tớ là hạt đậu xanh mà này. Gà lại thích ăn đậu xanh lắm. Thế còn cậu bị sao đấy? Tớ cũng chả biết. Người ta bảo tớ có vài điểm chẳng giống người khác. Thế tại sao lại phải giống người khác? Đúng đấy. Giống người khác có mày điên à? Thưa bác sĩ, chúng tôi đã khám cho trường hợp này. Nói chung là... Xin chào các bác sĩ ạ. À, đây là người nhà của bệnh nhân Dưỡng, vừa mới nhập viện. Hôm nay đến viện, thật may lại được gặp đông đủ các bác sĩ như thế này. Em thay mặt gia đình, nhờ các bác sĩ chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhà em chu đáo ạ. Chị đừng làm thế, chúng tôi không dám nhận đâu. Các bác sĩ cứ khách sáo quá. Đây là chút quà mọn, gọi là bồi dưỡng sức khỏe, chứ có phải là móc ngoặc gì đâu ạ. Được rồi, vậy thì em xin được ngồi cùng ăn hoa quả bánh kẹo với các bác sĩ, cho nó danh chính ngôn thuận ạ. Thật tình mà nói, anh chị em nhân viên ở đây chưa bao giờ được người nhà bệnh nhân quan tâm theo kiểu này. Nhiều người đưa bệnh nhân đến viện rồi bỏ trốn, không tìm đâu ra địa chỉ để liên lạc. Gia đình chúng em biết rằng các bác sĩ sẽ phải vất vả rất lâu với anh Dưỡng nhà em, nên muốn có được mối quan hệ tốt đẹp để tỏ lòng biết ơn các bác sĩ ạ. Thật ra chị muốn gì ở chúng tôi? Dạ, gia đình chúng em chỉ muốn nhờ các bác sĩ cho anh Dưỡng được ở lại bệnh viện điều trị bằng khỏi bệnh thì thôi ạ. Và cho phép em được ra vào thăm nom anh ý ạ. Những việc ấy gia đình không nhờ, chúng tôi cũng phải làm. Vâng, em cũng biết vậy. Nhưng gia đình có được mối quan hệ tốt đẹp với các bác sĩ thì vẫn yên tâm hơn chứ ạ. Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo. Anh Dưỡng. Cô yêu cháu. Dạ, bác sĩ. Thế nào anh Dưỡng, anh bắt đầu làm quen với người bệnh ở đây rồi chứ? Họ rất dễ gần, rất chân thực, chứ không phức tạp như những người ngoài đời đâu bác sĩ ạ. Anh ăn nói như một nhà nghiên cứu xã hội. Vậy anh có muốn gặp người ngoài đời bây giờ không? Tôi có khách ạ. Phải, một cô gái rất xinh đẹp. Đấy là cô Ngọc, người yêu của tôi. Tớ đi nha. Cậu đi đâu đấy? Có mẹ đến thăm phải không? Ăn thêm quả nữa nhá. Vâng ạ. Chị cho em nhá. Trời ơi anh Dưỡng, mấy ngày rồi anh có buồn lắm không anh? Thuốc đắng lắm, không uống. Anh Dưỡng, em có chuyện muốn nói với anh. Người bình thường nói chuyện với người điên làm sao được? Ở đây không được uống sữa. Để em vào xin phép bác sĩ cho mình ra ngoài vườn nói chuyện nhé. Vừa nãy anh ấy rất vui vẻ với những bệnh nhân khác, nhưng lại có biểu hiện xa lạ với người nhà. Đó là tình trạng bình thường thôi, chị đừng có lo. Anh có thể cho tôi và anh Dưỡng gặp nhau bên ngoài phòng này được không ạ? Tôi sẽ cố gắng gợi lại chuyện gia đình để anh ấy nhớ ra. Vâng, chị có thể đưa anh ấy vào vườn hoa khu điều trị, nhưng lại phải nhớ đề phòng những bệnh nhân khác. Ngồi đây anh. Ở trong này ghê lắm phải không anh? Có gì ghê gớm đâu. Ban đầu tôi cũng tưởng tượng ra đủ mọi chuyện, nhưng khi tiếp xúc với họ, các bệnh nhân ấy, tôi mới thấy họ hiền lành, chân thực
và dễ mến lắm. Thế thì có khi anh cũng bị bệnh thật rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Thôi đi, anh đừng có đóng kịch với em nữa. Chúng mình đã là bạn bè từ ngày còn nhỏ, là người yêu của nhau 5-6 năm nay rồi, còn lạ gì nữa mà. Bây giờ ấy, em và anh đã như vợ chồng rồi. Gia đình mình có bố mẹ Thuần này, có anh Hoàng, chị Nhung và có cả em nữa. Chỉ có những người như thế mới có thể tin nhau hoàn toàn, chẳng giấu nhau điều gì, phải không anh? Chính những người trong gia đình đáng nghĩ là tôi bị điên, lừa tôi vào đây đấy. Bố Thuần và em làm việc ấy chẳng tốt hơn cho anh sao? Bây giờ anh biết không, mọi người đều tin là anh bị tâm thần cả rồi. Như thế là anh đã có thể giả dại bắt thằng Khờ được rồi, phải không nào? Ngọc nói gì? Tôi không hiểu. Thôi mà anh, em và bố Thuần sẽ lo cho anh được điều trị ở đây 1-2 tháng và sẽ hoàn tất hồ sơ bệnh tâm thần. Sau đó, chúng mình sẽ tìm một nơi nào đó xa thành phố, sẽ mua đất, làm nhà và sẽ thay đổi hoàn toàn cách sống. Anh cứ nói cho em biết anh giấu ở đâu đi. Tất nhiên em sẽ không đụng vào nếu như anh không cho phép, nhưng để bố và em yên tâm. Tôi hiểu cô nói cái gì rồi. Thì anh cứ nói cho em biết, tất cả có mấy hộp vàng như thế. Thì Ngọc nghĩ là còn có nhiều hộp vàng, giống như hộp vàng tôi đã nộp ở phòng giám đốc, có đúng không? Nhất định rồi. Cả một kho của giấu đi, không thể chỉ có một hộp hơn 200 cây, lẻ loi quá. Rất có thể còn nhiều hộp vàng như thế nữa. Nhưng mà tiếc là tôi không tiếp tục đào bới. Ông Hoành đã cho công nhân đào bới cả trong và ngoài nhà xe. Đào sâu lắm, nhưng không thấy gì cả. Vậy là anh đã tính trước hết rồi, phải không? Anh đã lấy được nhiều hòm vàng như thế và giấu vào một nơi thật kín đáo. Rồi anh mang một hòm lên nộp. Anh làm cho mọi người tin rằng anh là người ngớ ngẩn. Mà đúng là như thế. Chỉ có người điên mới làm cái việc rồ dại chứ. Thì ra cô đã nghĩ về tôi không khác gì một thằng ăn cắp. Và chính vì điều đó cô đã đến đây dỗ dành tôi để nói ra nơi cất giấu đồ ăn cắp, phải không? Anh Dưỡng, đừng làm ầm lên như thế. Mọi người đang nhìn chúng mình kia kìa. Đừng để ai biết anh Dưỡng. Cô cứ nhìn tất cả những bệnh nhân tâm thần đây này. Họ đang ở trong trạng thái tâm thần phân liệt. Nhưng họ cũng không thể nghĩ ra những điều quái gở như cô đâu. Anh Dưỡng, anh thôi đi nào. Anh không tin em chứ gì. Thôi được rồi, anh cứ giữ lấy những bí mật của anh đi. Ta nói chuyện khác vậy. Không, cô. Không, cô để tôi yên. Tất cả những người xung quanh tôi, cả những người trong gia đình đều điên hết cả rồi. Đừng làm thế. Anh Dưỡng, cô điên rồi. Rốt là phòng cái đầu ngay. Sống làm sao được. Vào đây. Anh Dưỡng, anh Dưỡng. Thôi dừng thế này, giải tán ngay. Đúng là con điên rồi. Con điên rồi. Bác, anh lại hành hung người nhà bệnh nhân Dưỡng. Dạ thưa bác sĩ, anh Dưỡng bị người điên hành hung đe dọa nên chúng tôi phải can thiệp ngay ạ. Từ lần sau tôi cấm các anh liên quan tới việc người khác, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Dạ thưa bác sĩ, cho anh Dưỡng vào phòng với chúng tôi ạ. Để ở ngoài nguy hiểm lắm ạ. Thôi, đấy không phải việc của anh. Dạ vâng ạ. Ông Thuần, ông đang chờ ai? Tôi đang chờ cái thằng Dưỡng. Tội nó quá, đang ở nhà lại phải vào nằm trong bệnh viện. Thì chính ông và cây ngọc đưa nó vào bệnh viện chứ ai. Nếu không bệnh tật gì thì tội nó quá. Thế hôm nay ông lại nghĩ là nó không có bệnh à? Không, đấy là thương con tôi nói thế. Nhưng nó bị bệnh là cái chắc rồi. Tội thần nó, phải nằm viện lâu đấy. Thế bác sĩ đã trả lời ông rồi à? Không, đấy là tôi đoán thế. Thôi chiều rồi, bà vào lo cơm nước đi.
thế nào cháu? Nó có nói gì với cháu không? Sao ạ? Nói đi, không bắt sốt ruột quá. Anh không nói gì cho cháu biết? Hay là bây giờ có của trong tay, anh ấy muốn bỏ cháu? Sao lại có thể như thế được? Mà này, nó có nhận thấy cháu là nó có vàng giấu đi không? Anh không chịu nói, lại làm ra vẻ người điên dọa dẫm cháu. Bác ơi, cháu khổ quá. Cháu đã làm gì để anh ấy không tin, để anh ấy thù oán cháu như vậy? Ngọc, dù có thế nào thì cháu cũng phải nói rõ cho bác hiểu, để bác còn liệu. Chứ cháu cứ khóc lóc thế này thì... Có lẽ phải tìm cách khác thôi bác ạ. Bác cháu mình đã sai lầm khi tìm cách đưa anh vào bệnh viện, nên anh ấy giận. Chẳng lẽ lại nhờ đến thằng Hoàng, con Nhung hay bà ấy à? Không, bác đừng làm thế. Bác cháu mình đã xác định đây là việc riêng, không thể để ai biết cơ mà. Biết làm thế nào được nhỉ? Thôi được, hay là để mai bác gặp nó vậy? Có lẽ cứ để từ từ để tính toán kỹ lưỡng đã bác ạ. Nếu không thì anh ấy sẽ không chịu nói gì đâu. Alo, vâng, tôi nghe đây ạ. À, xin chào, có việc gì thế anh Xuân? Ồ, thế à, tôi chết. Anh không nhắc tôi quên khuấy đi mất đấy ạ. Dạ vâng, vâng, vâng. Tôi cũng đang định tổ chức thật chu đáo cho anh em trong cơ quan để nêu gương sáng đấy ạ. Dạ vâng, có gì anh cứ gọi cho tôi nhé. Vâng, cảm ơn anh. Cứ vào. Chú ạ, có một số giấy tờ mấy hôm chú đi công tác vắng ạ. Được rồi, tôi có việc khác nhờ cô đây. Việc gì thế chú? Cô xuống gọi cậu Dưỡng lên đây. Dạ, cậu Dưỡng nào cơ ạ? Khổ quá, cậu Dưỡng lái xe cho tôi chứ còn cậu Dưỡng nào nữa. Dạ, anh ấy vào bệnh viện rồi mà. Vào bệnh viện? Thế cậu ấy bị tai nạn à? Dạ không ạ, anh ấy bị điên ạ. Bị điên? Sao lại quái lạ như vậy được nhỉ? Cô Ngọc người yêu anh Dưỡng và bác Thuần đưa anh ấy đi khám bệnh rồi ạ. Hay là chỉ vì chuyện hộp vàng mà người ta bảo cậu ấy bị điên nhỉ? Dạ, cháu cũng không rõ lắm. Nhưng từ sau hôm chú đi công tác, mọi người ồn ào bàn tán về chuyện đó. Kể cả ông Hoành trưởng phòng hành chính cũng cho rằng anh Dưỡng là người bị tâm thần. Sao lại có chuyện ấy được nhỉ? Bây giờ biết làm thế nào? Cán bộ công nhân viên của cơ quan bị bệnh cũng là chuyện thường thôi. Có gì thủ trưởng phải lo lắng ạ? Thứ nhất, tôi không tin cậu Dưỡng bị điên. Tôi hiểu rõ về cậu ấy. Thứ hai là các cơ quan hành chính ở địa phương đang muốn tổ chức một buổi biểu dương thành tích của cậu ấy. Dạ, thưa giám đốc, bây giờ ta phải làm thế nào ạ? Cô làm ơn triệu tập giúp tôi một buổi họp liên tịch vào chiều nay. Dạ vâng ạ. Ông với con Ngọc nói gì để thằng Dưỡng thay đổi kỳ lạ như thế? Sao? Bà vào bệnh viện thăm nó đấy à? Trời ơi, sao bà không nói với tôi? Ông đưa nó vào bệnh viện rồi để mặc nó đấy, chẳng thèm thăm nom gì cả. Ông xem, như thế còn ra cái gì nữa? Bệnh của nó đâu có đau đớn sốt nóng sốt rét gì mà phải trực. Vả lại tôi với cái Ngọc vẫn vào thăm nó luôn đấy chứ. Vâng, tôi biết rồi. Hôm qua con Ngọc vào thăm nó không biết nói năng thế nào. Để hôm nay nó điên lên, nhất định không chịu tiếp ai, trò chuyện với ai nữa. Người tâm thần tính nết nó như thế đấy. Thế mà bà cứ cãi là nó không làm sao. Nó như vậy, tôi càng tin là nó không làm sao hết. Chẳng qua nó phản ứng trước âm mưu của ông và cái Ngọc. Bà bảo tôi với con Ngọc làm gì có âm mưu gì? Sao? Ông định giấu tôi nữa à? Gần hết cuộc đời sống với nhau, có bao giờ ông giấu tôi điều gì đâu. Sao bây giờ ông lại nỡ cư xử với tôi như thế? Thì tôi có giấu bà điều gì đâu. Con cái nó bệnh tật thì mình phải lo chữa chạy trước, rồi tính sao bà? Không đúng như vậy đâu. Ông và con Ngọc còn giấu tôi điều gì đó?
hai người lúc nào cũng thì thào lén lút như thế nào ấy. Thôi được, tôi sẽ nói. Nhưng bà phải hứa với tôi là không để lộ cho ai biết, kể cả vợ chồng thằng Hoàng với cái Nhung. Đỗ lại đã. Kìa bác Thuần, sao bác lại đến đây? Tôi muốn gặp anh về chuyện thằng Dưỡng. Tôi đang định sang bệnh viện để thăm cậu Dưỡng đây. Hay bác lên xe đi cùng đi. Anh khỏi phải sang. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Mời bác vào trong phòng ạ. Đánh xe vào gara đợi tôi một chút. Vâng ạ. Ôi giời ơi, anh làm gì mà lâu thế? Có chuyện gì mà không nói có điện thoại được mà phải gọi anh về thế hả? Chuyện ông Dưỡng. Ôi giời, cái thằng Hâm ấy thì có cái gì mà nói. Anh đã nói rồi, đến chủ nhật sang viện thăm nó là được mà. Không phải chuyện thăm nom đâu. Con Ngọc nó giấu anh em mình định ăn mảnh. Ăn mảnh cái gì? Còn mà ăn cái dở người của thằng Dưỡng ấy. Không dở người đâu. Nó phát hiện thằng Dưỡng giả vờ điên, giấu mấy hòm vàng nữa. Mày nói cái gì? Ai giấu mấy hòm vàng? Thế anh nghĩ cả một kho của người ta chôn chỉ có một hòm ấy thôi à? Mày nghe tin đấy ở đâu? Có chắc không? Nó định giấu anh em mình, nhưng nó sợ núp một mình không trôi. Nó phải thì thầm với bố, còn giấu cả bà già nữa. Mày nghe thấy à? Vâng, bây giờ làm thế nào anh? Gay go đấy nhỉ. Mà chúng nó sắp làm vợ chồng. Chuyện giấu được của là của riêng hai đứa chúng nó. Riêng là riêng thế nào? Thế nhận nó chiếm được hòm vàng, nó không lấy cậu giữa nhà mình nữa thì sao? Ừ nhờ. Thế bây giờ mày tính thế nào? Còn tính thế nào nữa? Phải bênh vực người nhà mình, lật cái bộ mặt tham lam ích kỷ của nó ra. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nó vừa vào viện cùng bố để dỗ thằng Dưỡng giao vàng cho nó đấy. Anh em mình phải đi nhanh mới kịp. Đi ngay bây giờ? Chứ còn bao giờ nữa, đi nhanh lên. Phải bắt quả tang nó tại chỗ ấy. Thì cứ nhanh lên đi. Làm gì mà vội thế? Xin lỗi cô. Khu thăm nom bệnh nhân ở ngoài kia cơ mà. Sao bác lại vào trong này? Dạ, tôi có việc. Tôi cần gặp người nhà cô ạ. Không được đâu bác ơi. Bác cứ ra ngoài kia, mấy anh ở bên y vụ sẽ cho bệnh nhân ra. Với lại phải được bác sĩ điều trị cho phép, không thì nguy hiểm lắm ạ. Cô ơi cô, thằng con trai tôi nó không bị tâm thần đâu. Người ta đẩy nó vào đây đấy cô ạ. Con trai bác là Dưỡng phải không ạ? Ừ, thế cháu cũng biết thằng Dưỡng nhà bác à? Dạ, cháu có gặp anh ấy từ trước ạ. Tôi đã nhận với ông giám đốc, đưa nó về kịp buổi lễ khen thưởng chiều nay. Bác sĩ bệnh viện trưởng nói sáng nay sẽ khám lại cho anh Dưỡng rồi cho anh ấy về luôn. Thế à? Nhưng mà giờ này cháu chưa thấy ông ấy đâu cả. Với lại anh ấy tự ái, không muốn về. Tôi có bức thư này, chắc nó sẽ nghĩ lại cô ạ. Ông giám đốc của anh Dưỡng, cháu cũng biết ông ấy bác ạ. Hay là thế này bác nhé, bác đi vào gặp anh Dưỡng, cháu đi tìm bác sĩ viện trưởng. Ta phải làm nhanh lên mới kịp. Bác ơi. Đấy, anh Dưỡng đang ngồi với mấy bệnh nhân trong kia. Đấy. Vâng, bác đi nhá. Quý hóa quá. Vâng. Cháu lo bác gái và các anh chị sang thăm anh Dưỡng thì nguy mất. Cháu đã dặn bác thế rồi mà bác chẳng giữ được. Thì tại bà ấy cứ tra hỏi mãi. À, từ trước tới nay bác có biết nói dối bao giờ đâu. Không phải là nói dối mà là giữ bí mật. Thế ngày xưa đi kháng chiến bác hay làm lộ bí mật quân sự lắm à? Ngày trước khác, với lại giữ bí mật với địch thì được. Còn bây giờ lại là bà ấy. Thôi không nói chuyện nữa, sắp đến nơi rồi đây này. Tôi đã bố trí xe và nhận lời với giám đốc là đưa anh Dưỡng về tận cơ quan, cả cô Xoan đi cùng. Dạ. Bây giờ cô Xoan đưa bác và anh Dưỡng ra xe trước đi. Tôi vào thay quần áo rồi ra ngay. Vâng ạ. Tôi không biết nói thế nào để cảm ơn bác sĩ. Không có gì đâu. Qua câu chuyện của anh Dưỡng thì điều đáng nói là ở chỗ khác cơ. Dạ. Xin phép bác sĩ, xin phép mẹ, con ra từ biệt mấy người bạn mới quen. Họ đang lo lắng cho con ở ngoài kia. Ừ. Con bay.
Mình về nhé. Chào. Về nhà uống thuốc nhá. Ở lại Mạnh Khỏe nhé. Hay là bây giờ bác cứ nghỉ trong này một lát, chờ cả tôi và Dưỡng cùng ra, rồi chúng ta đi. Dạ vâng. Bác cứ nghỉ đi, cháu cũng phải đi lo xe đây. Phòng viện trưởng đấy. Cháu vào trước đi. Thôi, bác vào trước đi. À, sao bà lại ở đây? Đường xá xa xôi thế. Mà bà đã hứa với tôi rồi. Còn ông và cô Ngọc, hai người đang cố lo chạy cho thằng Dưỡng có cái giấy xác nhận là bị tâm thần, để không ai còn để ý đến việc nó giấu mấy cái hòm vàng nữa, có phải không? Tôi thật không sao hiểu nổi tại sao hai người lại có suy nghĩ tồi tệ đến như thế trước những việc làm hết sức bình thường của con trai mình, của chồng sắp cưới của mình. Nhưng mà chắc gì nó đã nói thật với bà. À, bà, chắc gì nó đã không bị bệnh. Nhân danh bác sĩ phụ trách bệnh viện, tôi khẳng định lại với bác và cô là anh Dưỡng không hề có bệnh gì hết. Anh ấy là một người bình thường, hơn cả những người mà lâu nay ta vẫn coi là bình thường. Kìa con! Kìa Dưỡng! Dưỡng ơi! Con ơi! Con không phải đi đâu hết. Đã có mẹ đây rồi con. Con! Hôm nay ở cơ quan anh Dưỡng có tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng việc làm tốt của anh ấy. Tôi cũng được mời đến dự. Bóc cái chữ này ra, dán lại.